Sau đây tôi giới thiệu các đồng chí những lỗi sai lầm và khắc phục trong thực hiện động tác sờ đơn. Đối với động tác co tay sờ đơn để tính số lần, thường lỗi hơi mắc là khi lên xà, một số đồng chí thực hiện cái động tác lên xà không tạo được sóng, dẫn đến khi tính số lần thì rất là ít. Vì vậy hôm nay tôi giới thiệu các đồng chí cách khắc phục khi lên xà để được nhiều số lần hơn thì phải tạo sóng, động tác đúng và sai như sau. Đầu tiên là động tác sai trước. Chuẩn bị lên xà. Lên xà. Thực hiện động tác lên xà không tạo sóng. Bắt đầu. Đây là động tác lên xà không tạo sóng. Dẫn đến là mỏ cơ. Rồi. Xuống xà. Về vị trí. Sau đây để khắc phục cái động tác này thì các đồng chí vào thực hiện. Khi đồng chí thực hiện động tác lên xà và treo xà, sau đó các đồng chí sẽ tạo sóng như sau. Vào xa. Chuẩn bị lên xa. Lên xa. Khi người ở tư thế treo xà, thực hiện động tác kéo hai tay, đồng thời hai chân dùng sức co cơ bụng lại, ép hai chân đá về phía trước, sau đó giật mạnh hai tay và đưa người cầm vượt qua tay xà. Bắt đầu. Và cứ như vậy thực hiện theo đà lên xuống, kết hợp với động tác tay và chân phối hợp nhịp nhàng để thực hiện động tác theo số lần của bài tập. Có thể là thực hiện theo người nhịp đếm của người chỉ huy. Ở đây thực hiện cho các đồng chí 10 lần để cho các đồng chí quan sát động tác. Thôi tập. Xuống xa. Về vị trí.